tôi rất vui cho con cháu đang bạn làm một phải đi về. Rồi. Thổ khúc nào làm khúc đó nha. Rồi. Vô ngoài ơi. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lanh quanh. Mà ngoài không có gần gũi tụi con cháu được à, giờ mà ngày hôm nay được như vậy là chính nhất. Cầu chúc cho hai đứa con mà thật sự mà thương nhau vì dắt bé Nga à, cho nó được mà thành người đàng hoàng á. Con ở với mấy trăm năm mặn phúc thì ngoại rất là mừng. Nếu bây giờ cuộc đời ngoại còn nghèo gì mà nếu ngoại có ngoại ủng hộ tụi con mà không hết nữa đó. Nhưng mà phải thương yêu thật lòng cháu của ngoại thì ngoại mới thương con nhiều. Dạ cái câu đó để là cái câu ngoại quý vị kêu thương, còn cái câu mà ngoại nói phòng hờ đi không bỏ hả? Ừ, nó phòng hờ là bỏ con ra cháu ngoại sao đó mà sau này mà nếu mà con á cái mình không có nói trước được. Dạ. Thường thường người ta nói ăn câu là bảy con chưa gọi là chồng, nó không bảy con chưa gọi là chồng thì cái bữa đầu hạnh phúc nhưng mà sau này không hạnh phúc không biết. Nhưng mà gì ngoại cũng có mấy là tạo phải không, chứ đừng có tạo rồi bỏ thì cái khổ lắm. Dạ. Chẳng những khổ bé Nga mà khổ con thì sau này con tội lắm, thấy không? Ngủ người ta lên ghế ngồi với tiệm bán mã có giờ nào nói được hết ta? Giờ nào nói đi hả? Nói với ông bà ngoại thôi. Đi đây cũng được nè. Xét xét vô. Phải nhỏ mà, mình ngồi dưới. Đây. Kính lão đất họ mà. Rồi ngoại là cái câu đó là câu ngừa rồi đó. Rồi ngoại nói cái câu hù rồi coi rồi bỏ ra cháu ngoại tao rồi mày thấy cái cảnh lộn với nó không hẳn lợi đâu con. Nó sẽ té rồi. Nhưng bởi vậy thành ra bây giờ chỉ khuyên con cháu là sống cho phải đạo làm người thôi. Dạ. Chứ còn hù dọ là hồi đó giờ gì cũng có tâm tâm vậy. Nếu có đúng rồi với nợ ở rồi nếu không có gì nhưng mà tao vì nghĩ là hữu này thương cái này thiệt thiệt luôn không mày thiệt. Tại vì hồi đó đó con cháu tôi á đừng không hồi đó nó là người bình thường nhưng mà tự nhiên rồi nó khờ rồi xấu lắm mà cậu này thương cái cô này thương đi cô này thương rồi về giới thiệu bạn bè thì mình cũng tin là bạn bè tại vì mình không có thời gian tiếp xúc đó nhưng mà sau khi lỡ dở ra biết thì cháu thành công rồi thì cũng chúc mừng. Nghĩ nó này hồi xưa tệ lắm mà nó còn thương. Rồi bây giờ chắc tôi được cái gì là cũng nhờ nó tắm gội. À, thành ra mình cũng tin vào nó là có thể là 99%. Men nhé ngoại. Ngoại tin là chàng gửi này men chưa? Men. Men á, bụng chuột mừng lắm. Mừng lắm, tận đầy mừng lắm. Ngoại gờ có chuột không ngoại? Đó. Có ha. Đúng rồi, cái mà không biết tôi ốm gì mà con chuột tôi mạnh hơn nó không ta. Trời ơi, ngoại có luôn. Ngoại có chuột hả? Mít. Vậy hả? Chuột bà là cái chuột này là chuột lắc rồi. Chuột cơm á. Ừ, chuột cơm. Mà cũng già rồi, 66 tuổi rồi. Đâu đâu hai bà cháu khoe chuột coi. Đâu giờ phải chuột coi. Đâu hai bà cháu khoe chuột coi. Đó. Nghe không? Biết rồi đó. Giấc này là mấy anh em cũng biết rồi đó. Chuột ốm xong rồi. Em đang ngồi với anh, đang ngồi với một cổ em. Rồi thấy anh là để bỏ cổ. Rồi ngoại sao không mà. Về ở chung nhà luôn cho vui ngoại. Thấy ngoại cũng vui em quá trời nè. Về qua à. Còn cái anh nè. Còn cái anh nè. Giờ mình già cả nếu mình. Giờ bây giờ cũng hoàn thế chồng nha. Con nó vừa lo phận cho con nó và nó lo mình là cái gánh nặng. Cho nên là ngoại riêng nó cũng kêu về ngoại ở ngoài à. Nhưng mà ngoại nói là thôi bây giờ nếu con thương ngoại mẹ thiệt lòng á thì để chừng mẹ chăm tôi dài con cha hiếu. Còn bây giờ mẹ còn làm được những gì con để cho mẹ đi làm. Đặng nhiều khi ví dụ cháu nó ăn cơm với muối mình có tiền mua cho nó con cá hay cục thịt. Chứ còn về đeo nách đeo đúc một ổ nóng không rồi sao chịu nổi. Bây giờ ngoại ở ngoại chung với ông ngoại hay gì? Không có. Có ngoại hả? Không có ông ngoại. Ờ rồi con ngoài nói chuyện. Ông ngoại đâu rồi bà ngoại? Ông ngoại rồi đó chia tay với nó là mới nó mới có bầu nó 4 tháng có bầu bé có bầu mẹ đi xiến xiến hay có bầu xiến đi xiến ha rồi tới bây giờ luôn tới chưa có ông ngoại luôn ăn tâm đời nha. Ở vậy tới giờ luôn vậy là bữa nay là kiếm ông ngoại luôn thôi. Bây giờ nó thiệt với tụi con á là ngoại ngủ ban đêm mà mở mắt ra biết mình còn sống là mừng rồi. Lấy con cháu làm vui hết cái nghĩ giấc mẹ. Ngoại nay bao tuổi rồi? 66. Ồ, 66 còn trẻ mà. Vậy là tuổi tức hả? Heo. Ờ, heo hả? Heo, người ta nói heo sung sướng mà heo này cực quá à. Ngoại ở ngoài là ở với ai? À,
chủ nhà mà giúp việc đó, người ta kêu người ta cho mướn cái nhà nhỏ người ta cho ở, đang dần gũi chăm sóc mà không mà, thì nuôi người tâm thần đó. Ừ. Rồi thấy mắt mình ở gần gũi người ta có bị gì mình chạy liền, còn về trên này thì xa, ra ngoài rảnh rỗi ngoài mới chạy về được. Ngoài về đây bằng xe đạp hả? Đi xe đạp ngoài mới chạy lên. Lớn tuổi mà đi xe đạp thì cũng hay ha. Chạy nước gì mình chưa? Mà giờ nên việc ra là tiền bạc đầu sóc. Nhớ. Này gọi là gác sắc mày nào dương lên ngày đó đi tự mình gì đó. Không mà ngoài nay mới có 66 tuổi mà thấy còn ấy mà còn sức yêu đời mà. Sự lờ yêu con cháu ngoại biết ca không? Ngoại biết ca không? Tặng cho hai vợ chồng tặng cho hai vợ chồng cháu cho ngoại bài đi. Nhưng mà phải ca bằng có máy ca mới được, không có thụ. Ngoại ngoại là một cõi đi về. Rồi. Tại vì tôi phải cái đó là nó có ý nghĩa. Vậy trước khi tôi giúp vui cho con cháu đang bạn là một cõi đi về. Rồi. Thụ khúc nào làm khúc đó nha. Rồi. Vô ngoại ơi. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi phần nhật nguyện, rồi giữa trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có là một chiều mỏi say bên chân ngựa chôn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại trên hết. Hay quá hay như ca sĩ luôn ta, như ca sĩ luôn ngoại ơi. Mai mốt anh Hữu mà mở nước mía bán rồi có tiền rồi. Tại tại biết sao mấy con dạ. Lúc sau giờ mình cũng đi về đường đó hả? Thằng gia phái trong đó đó dạ. Mà tại không thuộc. Ngoài nói chuyện quá ngoài vui quá ngoài ơi. Ngoài hay quá ngoài ơi. Ngoài từ mà ở đây tới chỗ làm của ngoại xa không? Tại bóp mình á. Cầu bóp mình á. Cầu bóp ha. Cầu bóp mình đây nè. Mười mấy cây không ba? Mấy cây hà. Trời ơi mười mấy cây gì cây xíu. Con biết cầu bóp cái gì con biết được sao. Chạy quậy luôn. Rồi ơi vì nghe nói mấy đứa con mà đến mà ủng hộ cho con cháu gì gì mừng lắm. Chăm biết mặt tụi con cháu đặng nghe gì thay lời cảm ơn. Tại vì con gái gì nó cũng thợ thạo lắm, thấy nó đẹp lấy chứ nó cũng ăn nói lời lẽ nó ít lắm. Tại vì rồi đó có mình nên đứa con đặc nhất là gì chữ nghèo đó. Vậy đi làm lụng cũng cho con ăn một nó cũng ít. Vì là ngoại có đứa con hả? Có đứa con một. Rồi thành ra cũng hai ba đứa mà bây giờ mình nếu mà có gì thì cũng có đứa này nuôi không được thì đứa kia nuôi ha. Dạ. Chứ có một đứa bọn sao hồi đó là ngoại không sanh cho nhiều đó, hai ba đứa năm đứa nữa. Có thằng chồng một nó chê tôi xấu nó bỏ tôi rồi kiếm ông khác kiếm ông nữa nào nữa có, nhưng mà nó biểu tôi ra trước khi nó cưới tôi, nó biểu tôi bỏ con tôi. Tính ra là 40 mấy năm hả? Tại 45 năm hả? Ừ 45 năm tới giờ. Nấu mà ngoại uống nước không hả? Mà ngoại uống nước ngoại ơi mà sao không kêu nước cho mấy em uống? Dạ rồi thương mấy thằng cháu lắm, mới được gặp lần đầu tiên mà làm như có duyên nhân duyên. Từ kiếp nào con cháu hay anh chị em từ kiếp nào gặp lại hay gì vậy? Rồi lúc trước ngoại biết anh Hữu là quen chị Nga là lúc anh còn mặc đồ nữ hả ngoại? Còn đồ nữ xuống nhà tôi chơi hoài à. Rồi lúc đó ngoại biết hai người yêu nhau chưa? Chưa. Chưa hả? Nó là bạn. Rồi cái bữa đó như vậy nè. Nó đi bán vé số. Rồi nó gặp bạn bè gì nó ngồi nó nhậu. Rồi con Nga nó về bắt tử rồi nó gặp rồi nó về nó mét. Nó nói gặp ông hoàng nhậu với bà nào tôi nói thật thì đồ quỷ đó, bạn bè của nó kệ nó thôi đâu con mấy lúc đó chắc ghen à ghen 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 rồi ngồi khóc cái tôi la nó cái xong nó xách xe nó đi nữa nó đi lên nổ nữa rồi cái bắt đầu mình hết tình nghi rồi mình hết tình nghi mình nói chạy gì gì kỳ ta chồng bạn bè gái mà làm gì có vụ mà tức mà khóc đúng rồi phải không cái tới chừng sau này á vụ mà về nhà mẹ nó ở đó mới biết gì đó rồi thôi thì kệ nó đi. Có người nhiều chắc con cháu mình mừng chắc bà rồi. Anh Hữu này là có tiệc chiêu dễ gái ha. Trời ơi gặp tôi ngoài đường mà tôi gặp là lần đầu tiên mà đừng có con Nga là tôi cũng nói là con gái à. Yeah. Nói chung là bữa đầu là con gặp anh Hữu là con đâu có nghĩ rằng là nam đâu. Thành ra về trong gia đình không có ai đề phòng vụ gì chứ. Yeah.
chỉ nghĩ là con xe Nga nó đi ra đường nó gặp bạn bè chơi gì thôi à. Dạ, bữa đầu gặp con còn nói cái đó là em nuôi nữa. Bữa đầu gặp nói em nuôi nữa. Đâu, cái hình mà giá gái mà ca với ca Kali gì đó. Đẹp gái nha. Kalin gì đó. Đấy chừng hết làm chú rể cái đấy cũng đẹp trai luôn đó. Đẹp không ngoại? Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp mày hết hồn luôn đó. Dữ gì sao? Con làm cho bà ngoại bỡ ngỡ. Thì hôm nay là bà ngoại của Hữu và bà ngoại của Nga đã xuất hiện. Giờ thì bên đây tôi cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Giờ thì cả nhà hãy đăng ký kênh của Lê Văn Sĩ cũng như là Long Sĩ TV. Hãy cùng đón nhận những video tiếp theo của gia đình chàng vợ của Lâm Luân, anh Hữu và mẹ vợ. Tôi thương vợ tôi, nói lần đôi nò chung lòng.